Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để chúng ta có những cái đánh giá kịch bản phân tích tuần trong cái tuần mà chúng ta sau 4 ngày nghỉ lễ vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ view lại một số các cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc mà team của chúng ta thường xuyên theo dõi để các anh chị có thể nắm được định vị được cái trạng thái cổ phiếu đang ở cái ngưỡng như thế nào. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài các cái trao đổi về dự báo cái xu hướng thị trường trong cái tuần giao dịch tiếp theo của tháng 9. Thế thì kết thúc cái tuần giao dịch cũ thì cũng đã ra bản tin video số 100 171, trong đó có phân tích tình hình thị trường của chúng ta từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 9. Trong đó có đánh giá một số các cái ngưỡng hỗ trợ cũng như một số các cái ngưỡng kháng cự và cái động lực nào để giúp cho thị trường bứt phá trong cái tuần giao dịch vừa qua. Thì chúng ta cũng và đồng thời song song với cái việc đó thì về cơ bản thì chúng ta có đánh giá cái ngưỡng hỗ trợ đối với các cái chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số VN30F1M. Thì chúng ta lấy cái biên hỗ trợ của tuần giao dịch cũ để chúng ta lấy luôn cái biên đó làm cái biên hỗ trợ của thị trường. Thì chúng ta có thể nhìn lại đây. Đối với chỉ số VN Index thì chúng lấy cái biên 1320 đến 1325 đây các anh chị. Đây là cái biên hỗ trợ rất là tốt và ổn định trong cái tuần giao dịch, tức là 3 phiên giao dịch trước cái kỳ nghỉ lễ. Thì chúng ta tiếp tục lấy cái biên đó làm biên hỗ trợ của thị trường và chúng ta thấy rằng trong cái tuần giao dịch vừa qua thì toàn bộ biểu đồ chỉ số index của chúng ta đều nằm ở trên ngưỡng hỗ trợ. Như vậy là chúng ta đã có một cái tuần giao dịch tương đối là tích cực, đúng không ạ? Còn đối với chỉ số phái sinh và chỉ số VN30, đây đối với chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 thì cũng tiếp tục lấy cái biên biên cứng của chúng ta, đó là cái biên mà thị trường của chúng ta giao dịch rất là tốt ở trong cái tuần giao dịch cũ, đó là biên 1420 đến vùng 1420, nếu không nhầm là 1423, đúng rồi, 1420 đến 1423, đó là cái vùng hỗ trợ của thị trường. Và tí nữa thì chúng ta sẽ nói thêm cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật của chỉ số phái sinh ở trong cái tuần giao dịch vừa qua ở biên 1430, và cái biên này thì cũng lấy làm cái biên của chỉ số VN30. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đó, biểu đồ kỹ thuật của VN30 đây, thì chúng ta cũng lấy luôn cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó, đó là 1420 và 1423, đó là biên hỗ trợ kỹ thuật của thị trường. Đồng thời thì chúng ta cũng có tính toán đến các cái điểm kháng cự của thị trường, đó là index sẽ trước mắt nó sẽ là cái vùng kháng cự 1340 sẽ tiệm cận vào trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Cùng với đó thì chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1400-1435, và sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái index tuần là vùng 1350 điểm. Còn đối với kháng cự tuần của phái sinh và VN30 chính là mốc 1440 đến 1445. Thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua chỉ số index của chúng ta đây, toàn bộ cái phiên giao dịch của chúng ta đây, thì chúng ta thấy rằng là index của chúng ta đã có ít nhất là khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần. 7 lần index của chúng ta đội cái vùng kháng cự tuần 1350 điểm đây, và chỉ có duy nhất một lần duy nhất trong phiên giao dịch của ngày thứ ba. Tuy nhiên cái ngưỡng mà nó vượt kháng cự đây nó do cái động thái tại cái thời điểm đó, đó là do nhóm banh và nhóm chứng khoán có kéo rất là dốc, và sau cái điểm kéo dốc này thì nó cũng xả hết lại toàn nó, tức là nó trả hết lại cái trạng thái của thị trường, nên cái điểm này nó là chỉ cái điểm gọi là bull trap ở trong cái quá trình giao dịch đầu tư thôi. Đó, và đến phiên giao dịch kết tuần thì chúng ta thấy rằng là ngay từ đầu phiên mở cửa thì chỉ số index của chúng ta đã tạo gap, đó đã tạo gap, và 3 lần công thì cái lực công nó không thành, và kết phiên thì nó đang kết lại ở vùng 1345 điểm, đó là cái ngưỡng hỗ trợ ngắn ở trong ngày đối với chỉ số index. Đối với chỉ số phái sinh thì trong tuần thì chúng ta có nói đến kháng cự tuần, đó là vùng 1440 đến 1445. Thì các anh chị nhìn thấy đây, đó là cái vùng 1445 ở trên, còn đây là 1443. 1443 đó các anh chị, thì đây chính là cái vùng kháng cự tuần, và trong tuần thì nó có một điểm, tức là đây có những cái điểm chạm về kháng cự đây thì nó bị dội lại. Điểm này thì sau cái phiên giao dịch của ngày thứ ba, trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì nó phát sinh thêm một cái kháng cự mới.
Đó là vùng 1450 điểm của chỉ số phái sinh ở đây, và khi chạm về vùng 1450 thì cái lực, tức là trong cái phiên giao dịch ngày thứ ba thì nó có một cái lực đẩy gọi bất thường ở đây đó, và sau đó thì nó cũng trả lại hết cho thị trường đó, nó sẽ trả lại hết cho thị trường. Và trong cái phiên giao dịch kết tuần, trong phiên ngày hôm nay thì sau cái phiên mà gọi là kéo rất gấp ở những phút cuối của phiên giao dịch ngày thứ năm, thì chỉ số phái sinh của chúng ta tiếp tục vận động ở trên cái biên 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 kháng cự 1445 ở đây, và nó có xu hướng tiệm cận lại về cái kháng cự đây 1450. Tuy nhiên hai lần thì nó cũng không công không thành, và kết phiên thì nó đang đóng cửa lưng chừng ở đây, thì tí nữa chúng ta sẽ có thêm một cái sự phân tích của phái sinh và của VN30. Thì như vậy là trong tuần vừa qua thì nhìn chung Hùng đánh giá rằng là thị trường của chúng ta giao dịch tương đối ổn định và tương đối là tích cực. Về cơ bản thì các cái mã cổ phiếu, ở tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích về các cái mã cổ phiếu mid cap thì vẫn giữ được cái đà tăng tương đối là tốt. Và cùng với thời điểm đó thì Hùng có nhóm lại bốn cái dạng mẫu hình cổ phiếu mà sẽ được đánh giá ở trong cái tuần giao dịch vừa qua. Cái dạng thứ nhất, cái mẫu hình thứ nhất đó là mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh, break nền và đã test nền thành công, thì cái dạng này là nó sẽ tiếp tục kéo. Đó, ví dụ như là các cái mã cổ phiếu VOS này, PLC, KSB, CSV, DGC, thì cái mẫu hình này sẽ phân tích, ví dụ như là mã cổ phiếu CSV chẳng hạn. Thì đây là những cái mẫu hình mà đây là điểm chúng ta kết tuần các anh chị. Đây là cái mẫu hình mà cổ phiếu đã break nền và kéo tiếp tục, tức là cái trend kỹ thuật của nó kéo, thì cái mẫu hình này thì trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là đối với dạng cổ phiếu này thì ai đang có thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm cho đến lúc mà cổ phiếu có cái dấu hiệu quay đầu. Thì cái dấu hiệu quay đầu để chúng ta nhận diện đó là nó bị mất khoảng 10 đến 20% so với đỉnh lãi. Đỉnh lãi được xác lập ở trong tuần, ví dụ như là cái cổ phiếu này nó đang lãi 10 triệu đúng không ạ? Và trong tuần có một phiên nào đó mà cái lãi nó chỉ còn lại có 8 triệu thôi, thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta nhận diện thấy là cái cổ phiếu trong cái mẫu hình này nó bắt đầu nó có tín hiệu quay đầu, thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể chốt. Phân tiếp cái dạng mẫu hình cổ phiếu thứ hai đó là mẫu mẫu cổ phiếu đã break đỉnh và ngấp nghé test lại cái xu hướng vừa break xong. Đó thì ví dụ như là chúng ta thấy là mã cổ phiếu GVR chẳng hạn. Đó, cái mẫu hình này đây là cái điểm đây, sau khi nó break đỉnh thì nó lại có những cái điểm nó ngấp nghé, nó có những cái điểm test kỹ thuật đó. Vậy thì đối với những cái mẫu hình này, ví dụ như có liệt kê ra đây, ví dụ như là VGVR, ví dụ như là TNG, CMG chẳng hạn, đó ví dụ TNG đây đó, thì nó đã break đỉnh xong đó, sau khi nó break đỉnh thì nó sẽ có xu hướng ngấp nghé test lại ở các cái ngưỡng hỗ trợ đó. Đây các anh chị nhìn thấy không, đây là cái điểm kết tuần thì có một cây nến nến đây, nó test lại hỗ trợ đây, và ví dụ như hỗ trợ của thằng TNG là vùng giá 30. Thì đối với mẫu hình này thì chúng ta có một số các cái mã cổ phiếu là chúng ta có thì đối với cái mẫu hình này là chúng ta đã có một số các cái mã cổ phiếu mà chúng ta có khuyến nghị điểm mua break đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục gọi là tiếp tục theo dõi cái xu hướng break nền, và nếu như mà cái xu hướng mà tiếp tục đúng thì trường hợp này thì chúng ta sẽ cân tăng thêm tỷ trọng. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu như các cái điểm test break nền của nó bị thất bại đó, thì chúng ta sẽ cần phải bán bớt cổ phiếu. Đó là cái dạng mẫu hình thứ hai ở trong cái tuần vừa qua. Cái dạng mẫu hình thứ ba đó là mã cổ phiếu đang trong quá trình phục hồi và ngấp nghé kháng cự ngắn nó vừa tạo ra trong cái nhịp sóng tuần vừa qua đó. Thì cái mẫu hình này nó ví dụ như mã cổ phiếu ANV đó, không có lít lại như vậy, thì các anh chị có thể thấy đây, đây là tuần và nó đang ngấp nghé gặp lại những cái vùng kháng cự ngắn của nó ở đây đó, mẫu hình này là như vậy. Hoặc là ví dụ như mã cổ phiếu D2D đó, thì trong tuần đó, đây là cái điểm kết tuần thì nó đang ngấp nghé lại những cái vùng kháng cự đây các anh chị đó, những cái vùng kháng cự đây. Hoặc là mã cổ phiếu nào đấy nhỉ, Hòa Phát hoặc HBC đó, ví dụ như là HPG đó. Thì trong tuần đây là điểm kết tuần các anh chị, và nó đang ngấp nghé lại những cái điểm kháng cự đây, đây là điểm kháng cự nó vừa tạo ra. Thì Hòa Phát trong tuần nó cũng có đến 3 phiên, 3 4 phiên giao dịch nó ngấp nghé ở những cái kháng cự này. Thì đây là cái dạng mẫu hình cổ phiếu thứ ba. Thì đối với mẫu hình này thì chúng ta tiếp tục quan sát sự vận động của cổ phiếu khi gặp lại vùng kháng cự
Đó, khi gặp lại vùng kháng cự. Trong trường hợp cổ phiếu không công lại được kháng cự mà quay đầu giảm điểm thì chúng ta cũng sẽ nên chốt cái mẫu hình này. Còn nếu như mà nó công lại kháng cự mà nó vượt lại được cái break kháng cự thì nó lại quay trở lại dạng cổ phiếu 1 hoặc dạng cổ phiếu 2. Đó, đó đó, ok. Còn cái dạng thứ tư, cơ bản dạng thứ tư đó là cái dạng mà cổ phiếu đang test lại các cái nền hỗ trợ ngắn, thì cái dạng này thì nó chủ đạo là nó tập trung ở các cái mã cổ phiếu như là nhóm banh, như là HD Bank, như là Liên Thông Bank đó, hoặc là BBB đó. Thì cái mẫu hình này nó kiểu như đây, HD Bank đó. Thì đây là cái điểm kết tuần các anh chị, và đây là mẫu hình cổ phiếu nó đang test nền đó, ví dụ đây, hoặc là BBB đó. Thì đó, tức là nó đang test lại nền, thì cái mẫu hình này là cái mẫu hình mà cơ bản là dành cho nhóm banh. Như vậy thì bốn cái dạng mẫu hình như vậy thì chúng ta định lượng được trong cái tài khoản của chúng ta đang nắm cái mẫu hình nào, thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược hành động phù hợp trong cái tuần vừa qua. Đó thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết. Đó thì về cơ bản là trong tuần vừa qua thì chỉ có một số các cái ý cơ bản như vậy để anh chị em tham khảo. Và trong tuần thì đương nhiên chúng ta sẽ có những cái phân tích nó sâu hơn. Và trong tuần vừa qua thì nó chỉ có một cái ý đồ tạo lập ngắn gọn mà đã được cùng phân tích lại trong buổi tối ngày mùng 8 tháng 9 ở đây. Ngày mùng 8 tháng 9 lúc đó khoảng tầm độ 22 giờ thì chúng ta có phân tích lại một số các cái ý đồ tạo lập đó trong 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 đây các anh chị này. Đấy, cũng có phân tích lại một cái ý đồ tạo lập đó, đây và đây. Thì gọi là phiên 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 ngày 16 tháng 6 năm 2021 thì nó cũng đang khá là đồng pha với cái phiên giao dịch của ngày mùng 8 tháng 9 ngày hôm nay. Và với điểm số kết phiên như vậy thì tính toán một cái tọa độ về phiên giao dịch của ngày thứ tư. Thì trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất đó là đối với ý đồ tạo lập của phái sinh thì sẽ tiếp tục kiểm tra cái ngưỡng kỹ thuật ở vùng 1.430 điểm. Đó, thì đây kết thúc phiên giao dịch ngày thứ thứ ba là ngày mùng 8 đúng không ạ? Thì chúng ta tiếp tục đánh giá cái ý đồ tạo lập của thị trường ở vùng 1.430 điểm của phái sinh, và cái vùng này mà nó giữ được thì ok, nó chúng ta sẽ phân tích tiếp. Nhưng nếu nó mất thì cái xu hướng để phái sinh nó lại quay trở lại test những cái vùng sâu hơn là nó sẽ xuất hiện. Nhưng mở đầu phiên giao dịch của ngày mùng 9 tức là ngày thứ tư thì phái sinh cũng như chỉ số VN30 của chúng ta đã trụ vững trên vùng 1.430 điểm và sau đó long lên. Thì ý thứ nhất là ông có phân tích về phái sinh, ý thứ hai đó là ông có phân tích về một ý rất là quan trọng đó là nhóm La Cáp. Thì cái phiên giao dịch của ngày thứ tư sẽ là một cái phiên then chốt của nhóm này để xác nhận rằng là nó có vực dậy được thị trường hay không. Và cái ý đồ tạo lập của phiên ngày thứ tư nó quyết định rất lớn đến cái xu hướng tổng quan của thị trường. Đó, đây các anh chị cũng có viết hoa rất đậm then chốt của nhóm này để xác nhận là nó có vực dậy được thị trường hay không. Và thực tế thì trong phiên giao dịch của ngày thứ tư thì nhóm ngành La Cáp đã vực dậy thị trường, đã kéo thị trường rất là mạnh, và những cái mã cổ phiếu cơ bản như là MVWG, như là PNC hoặc là Mansan đã có một cái phiên kéo rất mạnh ở đây để đưa cái chỉ số phái sinh đi về lại vùng kháng cự tuần 1440 đến 1445 khi kết thúc cái phiên giao dịch của xin lỗi cả nhà, phiên giao dịch của ngày thứ năm. Bởi vì ngày mùng 8 là phiên giao dịch của ngày thứ tư rồi, thì đây là ông đang nói phiên giao dịch của ngày thứ năm. Tức là cái phiên giao dịch của ngày thứ năm là phiên giao dịch bản lề để xác nhận cái nhóm La Cáp ấy, nó là cái bản lề để cho thị trường có thể có động lực đi hay không. Thì ở phiên ngày thứ năm thì nhóm La Cáp đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình để đưa thị trường về lại những cái vùng kháng cự. Ở đây ví dụ như là đối với chỉ số phái sinh thì là về lại vùng kháng cự 1450. Ok, thì trong tuần vừa qua thì chúng ta chỉ có cơ bản những cái ý như vậy thôi. Thì chúng ta review lại để các anh chị nắm được, và phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ có một vài ý để dự báo cái xu hướng của thị trường trong cái tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh của cái tuần thứ ba. Rồi phần thứ hai, phần chính của bản tin thì chúng ta sẽ bắt đầu view lại đúng không ạ? Đối với anh Vic thì không có gì thay đổi cả, đúng như dự đoán của Hùng thôi, nó đang đi về vùng 90 đến vùng 92 và xu hướng thì vẫn tiếp tục
Đi như vậy. Vinhome sau một cái nhịp đánh lên ở đây nhưng mà dòng tiền lại tiếp tục quay trở lại. Và xu hướng lại quay về test vùng 107. Về cơ bản Vinhome thì ở quanh 107 là được rồi các anh chị. Khả năng vùng này thì chúng ta bắt đầu những anh chị mà chuyên đánh Vinhome á thì bắt đầu nhập hàng được rồi. Còn cái hỗ trợ của Vinhome vùng phân tích tuần đó là vùng 105. VRE có nhắc đến cái câu chuyện của VRE, đó là dòng tiền nó đánh hơi phập phù. Ở chính vậy nên là nó đi không được bền, nó như vậy trong nhịp hồi này thì nó đạp hai phiên hồi phục kết tuần đưa về lại vùng 28, khả năng thì có mắc thì nó kéo lên được khoảng vùng 29. Dòng tiền của VRE hiện tại nó đánh chưa 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 gọi là chưa chưa rát, nói chung là gọi là mọi người hay có câu là đánh rát. SAB ở trong tuần vừa qua thì nó cũng giao dịch tương đối là tích cực và nó có những đóng góp nhất định vào điểm số của thị trường. Biên 148 150 và khả năng thì trong nhịp này thì cổ phiếu này bắt đầu có đà hồi phục về vùng 155 đến khoảng vùng 156. VDC nhóm ngành hàng không thì cá biệt có VDC, nó đã có một cái trend kỹ thuật tuần tương đối là tốt. Và hiện tại thì cổ phiếu này vẫn đang phân tích một sóng lên và chưa có sóng xuống. Trong bản tin tuần thì cũng có phân tích đến cái ngưỡng hỗ trợ 124.2. Trong tuần thì đã có những phiên, tức là cái phiên mà nó tụt xuống cái này thì nó không được tính nến đóng phiên tương đối tích cực ở trên vùng 124.2. Hai phiên kết tuần thì nó giao dịch tích cực và nó đã đạt target tuần ở vùng 130 trong phiên giao dịch của ngày hôm nay. Sang tuần tới thì nó có thể test lại về quanh vùng 127.5, sau đó duy trì một cái thanh khoản và một cái xu hướng ổn định thì nó sẽ hướng về target 135. Chủ trương của chính phủ thì chúng ta đang từng bước để mở cửa trở lại nền kinh tế và khả năng sẽ mở lại khai thác các cái đường bay nội địa cũng như là đường bay quốc tế, thì hiện tại là Bamboo đã bắt đầu xúc tiến những cái chuyến bay thẳng đến Mỹ rồi. Thì đấy là cái thông tin tích cực mà tác động lên nhóm hàng không trong cái tuần vừa qua. Đối với HVN có phân tích một cái nền tảng hỗ trợ của đây 20.3 đến 20.5. Trong tuần thì nó break vùng 22 và đang đi với một cái tốc độ rất là mạnh. Với tốc độ đi như này thì các anh chị chúng ta hạn chế đua theo, bởi vì chúng ta đua như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm. Có thể là phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới nó sẽ kéo một phiên nữa, rồi vô hình dung chúng ta lại ở đây các anh chị sau một cái phiên kéo như thế này. Và vô hình dung những anh chị em mà chúng ta ham trong những cái phiên đấy, những cái phiên xanh mạnh như này đúng không ạ? Thì sau đó thì chúng ta sẽ gần như là chúng ta sẽ bị thất bại ở một cái nhịp mà nó trả lại sau đó rất là tàn khốc, nên là chúng ta tuyệt đối là chúng ta không nên đua xanh. Còn những anh chị mà đã xem được các cái bản tin của Hùng gần như là cũng đã cho các anh chị các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đẹp để chúng ta có thể chiến đấu. AST cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì nó đã đi một cái trend kỹ thuật hai phiên tăng kịch kịch trần luôn. Thì đối với mã cổ phiếu AST có phân tích trong nhịp cũ này này, các anh chị có thể xem lại, đó là vùng 46, sau đó thì chúng ta có phân tích ở một cái vùng 48 đến vùng 49, đó là những cái vùng mà chúng ta có thể canh để chúng ta mua cổ phiếu. Còn lúc mà cổ phiếu chạy như thế này rồi thì chúng ta sẽ không không bao giờ chúng ta, với quan điểm của Hùng thì không bao giờ khuyến nghị là các anh chị của chúng ta có thể đua theo những cái trend kỹ thuật như vậy. Vinamilk trong tuần vừa qua thì giao dịch cũng không thực sự là tích cực khi mà nó đã có một phiên giao dịch khá tốt trong phiên giao dịch ngày thứ ba, và sau đó thì nó bị tụt cung à, tụt cầu. Phiên ngày hôm nay nó lấp lại nhưng mà cái điểm lấp này cũng nhìn, nói chung là nhìn không 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 yêu lắm. Khả năng thì nó vẫn còn phải đi ngang quanh vùng 86. GTN thuộc nhóm này thì bây giờ rất là tốt rồi. Bản thân GTN thì nhịp này cũng đang đang kỳ vọng là chúng ta sẽ có một trend đánh rất là ngon ăn, rất là ngon ăn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã bắt đầu phân tích những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của em này ở quanh 15 đến 16, đấy là những cái điểm mua vị thế. Sau đó thì tiếp tục phân tích tiếp vùng 16.5 đến vùng 17, đây là vùng chúng ta tiếp tục gom. Nó bung lên như thế này, xong đó nó chỉnh lại, xong đó chỉnh lại nhịp này, tiếp tục gom ở những vùng vị thế thấp. Sau đó trong tuần vừa qua thì dự kiến có hai nhịp chỉnh là vùng 18.3 và vùng 17.8, đây cũng sẽ là hai điểm gom của GTN. Tức là chúng ta có những vị thế thấp thì khi cổ phiếu chỉnh giảm đó là những cái cơ hội để chúng ta gom thêm hàng. Còn khi cổ phiếu tăng đó, chạm vùng kháng cự 20 chúng ta có thể chốt bớt để chúng ta chờ những cái vị thế gom này.
Về mặt định lượng của GTN thì khả năng Hùng dự báo là khả năng nó sẽ còn những cái nhịp long đó, những cái nhịp kéo long kéo xả ở quanh những cái điểm điểm kỹ thuật như vậy. Và sau đó thì nó sẽ chờ một cái cơ hội nào đó thị trường ổn định ở cuối này, và sau đó thì nó dòng tiền nó bắt trở lại, và sau một cái giai đoạn tích lũy này thì chúng ta sẽ chờ một con sóng rất lớn ở đây. Và giai đoạn này gọi là giai đoạn chúng ta tích lũy năng lượng để chúng ta bước vào một dự báo, tức là chúng ta dự báo thôi chứ cũng không ai biết chắc được là nó có tăng hay không, nhưng mà dự báo một cái kênh kỹ thuật như vậy. BVH thời gian qua thì nó cũng dòng tiền đã bắt đầu được cải thiện rồi. Đó, dòng tiền cải thiện thì nó mới bắt đầu nó có những cái sóng sánh như thế này. Chạm kháng cự 57 này, kháng cự này là có phân tích này, và sau đó thì dự báo chỉnh lại vùng 55. Nhưng trên thực tế là nó thủng mất 1.000 rồi sau đó kết tuần nó lên 56, tức là những cái dự báo của chúng ta thì nó di du một tí chứ nó cũng không thể là sát được anh chị nhá. Và với tín hiệu này thì nó sẽ kỳ vọng là em này em ấy sẽ hồi lại thôi, hồi lại vùng 55 57 đến khoảng vùng 58, và chúng ta chú ý cái kháng cự này ở trong tuần tới. PNG có phân tích một cái sóng giảm, và sóng giảm đó thì có phân tích nền hỗ trợ 85, và sau 1 2 tuần rồi chúng ta cho 2 tuần dập dìu đi ở quanh vùng 85, đi trên 85 một tí thì có hai cây nến kéo rất xanh rất là mạnh đây. Thế thì cái cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề của cổ phiếu như thế nào, đó là các cái vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể thăm dò đây, ví dụ như đây các anh chị, sau một điểm test ở đây thì cái biên hỗ trợ luôn phân tích những cái biên hỗ trợ rất là đẹp cho các anh chị, chúng ta có thể canh mua vị thế ở đó, và sau khi mà chúng ta nhận diện thấy chúng ta mua vị thế xong cổ phiếu bắt đầu tăng là như thế tăng, chúng ta nhào nhào chúng ta mua tiếp đó. Như còn nếu mà chúng ta không có vị thế mà bây giờ những tài khoản đua ở đây này, xong đó là lại tiếp tục có một số tài khoản sang thứ hai lại đua tiếp này đó, sau đó thì nó lại xả cho một cái, thế là T3 lại lỗ, lỗ thì bán ra thì lái nó lại gom lại cổ phiếu lại tăng, thế là ngồi than thân trách phận. Nhưng mà đấy là do mình đúng không ạ, chúng ta không nắm được một cái quy trình, một cái nhịp gọi là quy trình của cái vòng quay của cổ phiếu, nên là chúng ta luôn bị lộn cái vòng quay, và khi chúng ta luôn bị lộn cái vòng quay thì chúng ta luôn bị lỗ thôi đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Ở Mansan có một cái vùng hỗ trợ 127 đây, và trong tuần thì suýt soát chạm về vùng hỗ trợ và nó đang có một nhịp test lên, nhưng mà nhịp test này thì theo Hùng nó không không thực sự khỏe các anh chị. Xu hướng thì nó vẫn vùng 127 130, khả năng Mansan sẽ tiếp tục đi như vậy. Cổ phiếu MSR nó đẹp đó, kỳ MSR là ông có nói rồi, chúng ta không phải đi đâu xa đi đâu vội cả, một cái đường cong nuột nà như Ngọc Trinh, mà không hiểu vì sao ông nào ông lái mà đẹp đến như thế này, đẹp đẹp không thể tả được đấy. Từ vùng 18 piu phát lên vùng 25 xả xong lại xuống vùng 17 18 xong thì piu phát lên vùng 24 loanh quanh lại xuống vùng 18 ta lại mua, lại lên vùng 24 ta lại chốt, lại xuống vùng 18 ta mua, lại lên vùng 23 24 ta lại chốt, mà sao mà lái đẹp như vậy đúng không? Đó, MSR rất đơn giản như vậy thôi. Và nếu như chúng ta nắm được cái quy luật vận động của cổ phiếu như vậy thì chúng ta đánh cổ phiếu tương đối là nhẹ nhàng. MML trên một góc độ kỹ thuật đó là có khuyến nghị anh chị em của chúng ta mua dài, và những cái điểm khuyến nghị mua dài các anh chị có thể xem lại bản tin tuần của ông Lê từ vùng khoảng 43 đến khoảng vùng 44, đó là những cái thời điểm ông bắt đầu phân tích một sóng dài của cổ phiếu MML, và nó lần lượt cán các cái target, và target ông đưa được cao nhất đó là target 80. Ở hiện tại xu hướng của cổ phiếu này nó sẽ như thế nào thì nó đang đi đó, và bản thân khi nó cán nhịp 80 đấy á thì có phân tích một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 70 rất đẹp ở đây đó, tiêu xuống 70 hồi lên lại hạ cánh rồi lại hồi lên, hồi lên ở đây thì chúng ta lại tiếp tục quan sát các cái yếu tố tạo lập của nó ở đây. Trong trường hợp nếu nó đánh break đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta gom, còn ngược lại nếu như cổ phiếu quay đầu thì cái dấu hiệu nào để nhận diện cổ phiếu quay đầu, đó là cổ phiếu bị phá vỡ vùng 76.5, sau đó nó có một cây nến xác nhận, như vậy thì chúng ta sẽ tạm out đi 50% và về đến vị thế thấp chúng ta lại gom lại đúng không, đánh cổ phiếu nó chỉ như vậy thôi. Rất dễ nhưng cũng rất khó đúng không ạ. MWG
trong tuần có đưa ra vùng hỗ trợ 105, chạm 105 bật lên, chạm 105 bật lên. Ok. Thì bây giờ nó lại chạm về cái gì đấy các anh chị? Chạm về kháng cự, một kháng cự, hai kháng cự, về đây kháng cự rồi. Thì kháng cự thì đương nhiên nó sẽ test lại thôi, và những cái điểm test cung dự kiến có thể test về quanh 105. Đấy, thế thôi, cổ phiếu nó chỉ có như vậy thôi. Gì? Tức là nó thành phản xạ rồi các anh chị. Bây giờ nhìn cổ phiếu nó thành phản xạ rồi. Gì thì trong tuần chúng ta, các anh chị có thể xem lại vùng 63.5 với vùng 64 hỗ trợ tuần, và có một điểm test kỹ thuật ở đây. Và đang hồi lên thì khả năng ở vùng 68, vùng 68.5. Chúng ta sẽ chờ đợi một cây nến break, có break hay không ở đây. Tức là Duy sẽ vận động ở vùng 63.5 đến khoảng vùng 68.5. Đấy là cái biên dự kiến của Duy. Trong trường hợp nếu như nó không break được thì nó lại quay lại nó test nền thôi. Đấy, cổ phiếu nó vận động nó chỉ như vậy thôi. Nhóm nhựa thì hiện tại chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu Bao Na. Bình Minh thì hiện tại không không có nhiều dư địa các anh chị. Bao Na sau khi chia thì cơ bản là tích cực. Trong tuần thì có phân tích điểm test kỹ thuật ở vùng 16, và kết tuần thì đang đóng ở 16.3, như vậy là tạm ổn. Chúng ta cứ lấy một cái biên hỗ trợ kỹ thuật và nến đóng tuần trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó thì được đánh giá là tích cực. Xu hướng ngắn hạn thì có thể kỳ vọng nhịp này Bao Nao sẽ đánh về vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. APH một cổ phiếu mà gọi là người khóc người cười thì nó đơn giản như vậy thôi. Đơn giản là người cười á, thì là họ mua được những cái vùng phân tích kỹ thuật ở dưới này. Còn những người khóc là đua theo và bây giờ bảo ôi anh ơi lỗ như này thì làm thế nào? Thì làm thế nào được, đúng không? Chúng ta đua ở những vùng cao, ok, không bình tĩnh không sao cả. Cổ phiếu này nó sẽ đánh, cứ bình tĩnh đi đâu mà vội, chưa hết cuộc chơi, game của con này chưa hết, game chưa hết, cứ yên tâm là như vậy. Hai lần quay lại trong tuần vừa qua thì nó quay lại tiếp vùng 55 nhưng Hùng vẫn không có chốt, bởi vì là chúng ta có những cái vị thế thấp ở vùng 45, 46 ở dưới này thì cứ thế thôi. Bây giờ là sang tuần tới nếu như 49.3 đến vùng 50 mà không gãy là lại tung tăng tích tắc, gọi là từ từ lại tiếp tục ăn thêm một ít hàng ở đây, ví dụ như vậy. Cách thức là như vậy thôi. Ở cổ phiếu DAG khá nhiều anh chị quan tâm thì con này là con pen, nhưng khi nó chạy khá là tốt vùng 5.4 anh chị có thể giải ngân. Sâu hơn thì có thể vùng 5 đến vùng, trong trường hợp mà 5.4 này mất thì chúng ta lại quan sát tiếp cái vùng ở đây, đó là vùng 5 đến 5.15 đây. Thì có thể mua, nói chung là em này ở giai đoạn hiện tại là chúng ta gom tích lũy để chờ một cái cơ hội khi mà nó đánh bay vùng 5.8 ở đây. Ví dụ như vậy, cuối con đường này nó làm một sau một vài các cái nhịp mà ví dụ lăn xả ở đây, ví dụ như vậy, và cuối con đường này nó có một cái nhịp đánh ao cái vùng này, thì đấy là những cái thời điểm để chúng ta có thể tăng tỷ trọng. Bởi vì khi chúng ta đã có vị thế thấp ở đây rồi thì khi cổ phiếu đánh bay vùng 5.8 thì không có lý do gì chúng ta có thể tăng 50 đến 100% tỷ trọng cả. Đấy là cái nguyên tắc đánh của Hùng. Rồi, nhóm ngành công nghệ thì FPT hiện tại gần như nó cũng đang nó tăng một cái nhịp tương đối là tốt rồi, nên là chính vì vậy nên bây giờ nó đang gọi là đi ngang để nó hấp phụ cái lượng hàng, tức là những ai chốt lãi sẽ chốt, và sau cái lực chốt lãi này thì chúng ta sẽ tính toán thêm những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu. Về cơ bản thì có phân tích rồi, vùng 90 đến vùng 9 mấy đấy các anh chị, vùng 90 đến khoảng vùng 95 đó là cái vùng biên mà FPT có thể đi để chúng ta tiếp tục. Chúng ta thấy rằng 3 tuần rồi FPT đi trong cái biên này 3 tuần rồi, và dự kiến thì nó vẫn tiếp tục đi ngang ở quanh 92.5. DGV kép trong tuần vừa qua cái yếu tố tạo lập của nó cực kỳ tốt. Trong cái dự báo thì dự báo là kéo nó đạp về vùng 80 rồi nó mới kéo tiếp nhịp khác. Bởi vì trong trong những cái phân tích, các anh chị có thể xem lại những cái phân tích ý đồ tạo lập của Hùng Lê, đó là sau một cái nhịp tăng thì thông thường là DigiWall sẽ đạp một nhịp, đạp một cái nhịp nho nhỏ, sau đó nó sẽ kéo. Bao giờ như vậy, cái ý đồ tạo lập này là Hùng đã có phân tích rồi, các anh chị có thể xem lại đó. Thì chính vì cái ý đồ tạo lập như vậy đó nên là đây, sau cái đạp một cái nhịp nho nhỏ nó sẽ kéo, và chính vì cái yếu tố tạo lập như vậy thì cũng đang dự dựa là khả năng đạp về vùng 80, nhưng mà lần này thì nó đạp hơi 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 nông đấy, và sau đó nó kéo đấy. Cái đặc điểm của nó như vậy, và lực kéo của em này thì nó sẽ dự về khoảng vùng 105 thôi.
Chúng ta có một mã cổ phiếu CMG cũng rất là đẹp. Cái mẫu hình của CMG thì nó thuộc cái nhóm nào? Ví dụ như vậy thì cũng đã có phân tích rồi. Tức là nó thuộc cái nhóm trong cái tuần vừa qua thì nó thuộc cái nhóm là break nền. Đó, và đang có những nhịp test kỹ thuật. Đó, những nhịp test kỹ thuật ở vùng 52. Thì về cơ bản cái em này mà không gãy vùng 52 thì cứ cầm thôi. Trong trường hợp gãy 52 thì chúng ta phải bán. Mã cổ phiếu HVH cũng bị gọi là gì ạ? Bị kẹp lại, nhưng đến thời điểm hiện tại thì gần như HVH là đã về bờ và đã chốt chặn được một phần ở quanh vùng 10 cộng, quanh vùng 10 cộng và đang đang tính toán gom lại điểm 9.5. Khả năng sẽ đang tính toán gom lại điểm 9.5. Ở trong nhịp này thì khả năng HVH chưa chưa hết sóng được đâu. Nó còn kéo một nhịp nữa, ít nhất là nhịp một nhịp T cộng ở đây nữa, và chúng ta sẽ kỳ vọng là chúng ta sẽ ăn khoảng 10 đến 15% nữa rồi rồi mới xả. Đấy là về mã HVH. Mã cổ phiếu ICT cũng đã được khuyến nghị, và đến thời điểm này thì ICT đã bắt đầu bay. ICT đây, ví dụ như thế này. Ông sẽ hạn chế tìm, bởi vì tìm như này thì chúng ta sẽ mất thời gian và chúng ta cũng không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Đó. Bởi vì đây là những cái mã cổ phiếu được khuyến nghị ở trên nhóm không chat. Đây, ví dụ ICT ngày 19 tháng 8. Tại thời điểm đó thì Hùng đánh giá rằng là chúng ta đã tiếp cận mã cổ phiếu ICT đã bị muộn mất rồi. Nhưng cơ hội chưa hết. Đó, muộn nhưng chưa hết cơ hội. Đó. Và phiên phiên này thì quanh vùng 18 3 18.5 thì chúng ta bắt đầu chiến đấu. Đó. Thì hình như 18 3 18.5 đâu đó, ở đâu đây này, 10 phiên ngày 10. Đây là ngày mấy đây nhỉ? 19 tháng 8 à. 19 tháng 8. 20 tháng 8 đây, nói chung ở đây. Và sau đó thì nó có những cái điểm test kỹ thuật ở đây 17.5 17.8 tiếp tục com, và chúng ta bắt đầu có một cái hành trình. Chúng ta có phân tích ngày hôm qua này. Ngày 1 tháng 9 này, hình như ngày 30 30 tháng 8 này tiếp tục gom thêm này. Mai trả lại quanh 17.5 17.8 tiếp tục gom điểm 2 này. Đó, rồi trong phiên ngày mùng 1 tháng 9 đẹp rồi, tiếp tục cân điểm cuối và mục tiêu cân điểm cuối quanh vùng 18. Đó, thì cái trình tự của chúng ta như vậy là chúng ta sẽ phải gom cổ phiếu, xong rồi chúng ta cân các cái điểm và chúng ta bám sát cái lực đi của cổ phiếu để chúng ta đánh giá cái trend kỹ thuật đi của nó. Và sau điểm 18 thì 20 đã nhả đi một ít rồi, và sau đó thì đã bắt lại vùng 19, và bây giờ phiên ngày hôm nay thì có nói là chốt trần. Không sao cả, chốt 20.7 để đến phiên ngày thứ hai chúng ta mua 20. Khả năng là như vậy, bởi vì sao? Bởi vì cái ý đồ tạo lập á, chúng ta mỗi một mã cổ phiếu thì nó có tính cách, nó giống như con người. Có người đi rất nhẹ nhàng, có người thì hùng hổ. Đó, ví dụ như cái đội xăm trổ chẳng hạn, ví dụ lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy đúng không ạ? Rất hùng hổ, ví dụ như vậy. Đấy, trong khi các chị diễn viên hoặc là các MC rất nhẹ nhàng đó. Rồi một đứa trẻ thì nó từng tuổi nó cũng có những cái tính cách khác nhau. Cái thằng nhỏ nhỏ bảo nó không nghe, nó thằng lớn lớn hơn rồi nó mới biết bảo nghe. Thì mỗi một cổ phiếu nó có một yếu tố tạo lập, nó giống như một con người, và con người đó được điều hành bởi một tập đoàn. Tập đoàn như thế nào thì cũng không nói, nôm na nó là như vậy. Và tập đoàn đó thì nó lại có tính cách là cái thằng nó đi chậm chậm, có thằng nó đi rất sốc, nó kéo khoảng 3 phiên xong nó đạp. Đó, có thằng thì lững lờ nó đi, rồi có thằng thì đi một phiên nhả, đi hai phiên đạp một phiên. Đó, đây, đó, đi hai phiên đạp hai phiên, rồi lại đi một phiên đạp ba phiên. Đó, thì cái cách tạo lập của thằng này nó rất là đều đặn. Chính vì như vậy nên là đây, vì sao mà vùng 20 cũng đã chốt một nhịp này là chốt này. Xong đó lại vùng 19 lại gom lại, bởi vì đây này, cái cách tạo lập của nó đi là nó cứ đi hai phiên, đi hai phiên thì nó lại đạp hai phiên đến phiên thứ ba hỗ trợ. Ông này nó đi khả năng đi đây xong nó lại đạp tiếp. Đó thì cách mà chúng ta dự báo, tức là chúng ta phải nghiên cứu rất sâu cái tính tạo lập của từng cổ phiếu thì chúng ta mới bắt được. Và chúng ta nắm được như vậy thì chúng ta không phải là chúng ta chắc thắng các anh chị nhá, nhưng chúng ta sẽ loại bỏ được những cái yếu tố rủi ro, và chúng ta tối ưu được cái tỷ suất lợi nhuận. Nó không phải bằng công cụ kỹ thuật, nó không phải bằng robot, đó, nó không phải bằng cái gì cả, mà nó bằng chính cái
quan sát trực quan của chúng ta, và chính bằng cái quan sát cách đi lệnh cách đi lệnh của chúng ta đó, cách đi lệnh của chúng ta. Vì sao ngày 1 tháng 9 Hùng lại khuyến nghị là chúng ta phải mua đủ lại tất cả cái số cổ phiếu này ở vùng 18 trước khi nó chạy, trước khi nó chạy, ví dụ như vậy. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta tiếp cận cái ý đồ tạo lập, tức là nó đại diện cho một cái nhóm nào đó. Đó, cái tính cách của cổ phiếu nó là như vậy, chứ không phải là tự dưng cổ phiếu nó đi như này đâu các anh chị. Dòng tiền nhỏ lẻ không đủ sức để tạo lập những cây nến trần như thế này, mà nó phải có ý đồ. Nó bảo à mai phải đánh trần cái này, là đánh trần, ví dụ như thế đấy. Rồi đến nhóm ngành xây lắp, thì cái nhóm ngành xây lắp nó là một cái nhóm ngành tương đối là rộng. Chính vậy trong thời gian vừa qua thì Hùng chỉ phân tích một số các cái mã cổ phiếu đang có điểm mua, và ngày hôm nay thì chúng ta view nhanh lại thôi. Còn đến thời điểm này thì gần như là nó cũng đang đạt đến cái mark target và nó chưa có động lực để nó đi tiếp. DG về cơ bản kháng cự của nó vẫn là 35 và biên hỗ trợ kỹ thuật 33 đến 33.5. LCG đã có một cái trang kỹ thuật tương đối là tốt sau khi tuần qua nó đã break vùng 17 và nó kéo lên. Về cơ bản thì em này có hai kháng cự tuần nó là 18.6 ở đây các anh chị, thì nó đang nhấp nhô ở đây rồi. Nó có kháng cự tuần tiếp theo đó vùng 20.5. Trên phương diện kỹ thuật thì khả năng chưa chạy được, nó vẫn còn có những cái điểm test kỹ thuật. Ông khả năng nó sẽ test lại về quanh 17.7, 17.8 mới kéo được. Sell đó nó cũng không có gì phải vội vàng cả, đúng không ạ? Sell có phân tích hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 8.4, cứ gom đi chờ đợi đó, target tuần vùng 10 và sau đó nó lên vùng 11. Và vùng 11 này thì ngày hôm nay đã khuyến nghị một số anh chị em là chúng ta có hàng sell chúng ta nên chốt bớt. DRH cũng nó mua mua những cái cây nến đua như này làm gì các anh chị, nó cứ bình tĩnh, cổ phiếu nó sẽ quay về, nó sẽ quay trả lại về những cái vị trí bình thường của nó, chứ không gì phải vội vàng đua cả. Tại sao những cái vùng ở dưới này các anh chị không đua đi ạ? Tại sao cái vùng 9.5 này không húc đầu, gọi là cắm đầu cắm cổ chúng ta mua đi, rồi sau đó DRH các anh chị có thể quay ngược lại thời gian ở những cái thời điểm mà ngày 26, 26 tháng 7 đó, ví dụ như vậy. Tại sao những cái thời điểm này chúng ta không cắm đầu cắm cổ vào chúng ta mua, mà chúng ta lại cứ phải mua ở những cái vùng này đó? Vùng này phân tích vùng kháng cự rõ ràng luôn, 10.8, 11, nhịp này ăn xong rồi, quay lại nhịp này làm vòng 2. Về cơ bản là 10.8 đến vùng 11 nó sẽ test lại. IRIC rồi, target này phân tích ở vùng 3x thôi. Cây nến này suýt soát đạt 3x 29.85, đổ lại thì bây giờ quan sát ở vùng 28. HBC nói chung tính ổn định của cổ phiếu này chưa có, nó đang có những cái nhịp kéo long short và như vậy là vùng 16.5, đây là vùng kháng cự. Nôm na đến vùng này thì có hàng thì nên canh chốt thôi, chứ còn đi dài của HBC chưa có. SCR các anh chị lưu ý vùng 11.5 đến vùng 12 và cái kháng cự 12 này đấy, gặp phải kháng cự 12 mà vẫn có những anh chị em hôm nay vẫn mua, không hiểu là tại sao mọi người lại gan thế, không hiểu, không thể hiểu nổi. Đất xanh thì như thế này là xấu rồi các anh chị, không bươn lại được vùng 20 phía ngày hôm nay thì khá là bị mất đà. Xu hướng sẽ test lại vùng 19, sâu hơn thì nó lại quay về nền. Đất xanh thì như vậy là khá là kém. HHV thì chúng ta tiếp cận vấn đề khi mà HHV có những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 18.6 đến vùng 19, và chính vì vậy sau một nhịp đây, nhịp thứ hai và đây đang là nhịp thứ ba, chính vì vậy nên là những cái việc mà cổ phiếu nó biến động ở trên cái vùng này thì đối với Hùng Lê nó không phải là vấn đề gì cả, không phải là vấn đề lớn. Vấn đề là chúng ta sẽ tìm những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta tiếp tục gom, bởi vì đã có một nhát ở đây, một nhát ở đây thì khả năng sẽ có thêm một nhát ở đây. Và nhát ở đây thì đang khoảng vùng 20 đến vùng 20.5, cứ kệ thôi, cổ phiếu nó cứ đi này. Nó đang bất cầu này, nó là tốt. Dự kiến nó sẽ đi ngang ở quanh biên 21 và nói chung là vùng 20.5 tiếp tục gom. Nó cổ phiếu này thì đánh dài, và đánh dài thì chúng ta sẽ gom dài, có thể gom trong vòng 2 3 tháng chứ không phải là ngày 1 ngày 2 là chúng ta có thể có được những cái vị thế tốt nhất của HHV. Phân tích luôn hai mã của Tân Tạo ITA. Thì đối với ITA mục
Tiêu là chúng ta xây ETA lên vùng 77 đến vùng 78 và hiện tại thì đang lỗi hẹn target này. Ở trong tuần vừa qua có một nhịp kéo tích cực nhưng sau đó nó lại đẩy về nền. Và nền ở đây là nền 77.2 thì chúng ta tiếp tục quan sát cái nền tảng tích lũy ở đây, nhưng về cơ bản trong nhịp này thì khả năng ETA sẽ đánh được thôi. KBC, KBC rồi, KBC đây. Nếu không nhầm thì sẽ khuyến nghị các anh chị đâu đó chốt ở một cái phần ở đâu nhỉ? Bốn mấy nhỉ? Ba mấy? À đây, hình như kháng cự đây này. 39 hay sao? Xong rồi lên thì đây đang là vùng kháng cự rồi các anh chị. Vùng 4445 lưu ý. Vùng 4445 lưu ý, các anh chị lưu ý ở vùng này. Nó không thơm nữa. Đó. Nó không thơm nữa. Nó thơm là những cái vùng ở dưới này này, 32 này, đó, vùng này tôi đã tác tài mua. Và biết đâu được, đấy là hồng dự thôi nhá, còn đúng hay sai thì không biết nữa. Biết đâu được nó lại ào xuống phát thế này thì chúng ta lại hứng ở đây. Đó, ví dụ thế. Đây chúng ta đã có trận hứng ở đây rồi. Và những cái điểm bắt này thì chúng ta hoàn toàn bắt được bằng các cái biện pháp nghiệp vụ. Đó, là chúng ta hoàn toàn bắt được những cái điểm hỗ trợ như này, rất là ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm P. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng giá dầu của chúng ta đang hình thành một sóng như này. Và đây đang là cái vùng kháng cự. Và chúng ta dự báo rằng là khi chạm lại 70, 71 thì nó sẽ có những cái điểm test về mặt test kỹ thuật. Và nó đang có những điểm test kỹ thuật như thế này thì tạm được gọi là gì? 67.5 nhỉ? 67.5. Như vậy là giá dầu sẽ có cái vùng hỗ trợ cơ bản ở đây 67.5. Nếu như vùng 67.5 mà bị mất thì xấu, tức là nó lại đi về lại cái vùng sâu sâu ở dưới này 60 à, ok vùng 60 đó, nó lại đi lại vùng sâu sâu ở dưới này và nó sẽ có những cái tác động nhất định lên nhóm P. Nhóm P thì thường thường là như vậy. Gas chưa có nhiều động lực các anh chị, cầu bị mất rồi và xu hướng thì khả năng nó vẫn đi ngang ở quanh vùng 88.5 đến khoảng vùng 90 ở trong tuần giao dịch mới. Đối với PLX, PLX thì có khuyến nghị bắt ở đây này, 48 48.5 này. Nhịp này nó lên được một nhịp, nó đâu đó nó đang trả cung thì chúng ta sẽ lấy lại 49.5 đến vùng 50 là hỗ trợ. Ở sau một cái phiên tăng lên và nó đã có một phiên test, khả năng thì tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm test lại quanh 50. PET cái tính đầu cơ của nó khá là cao và đối với thời điểm hiện tại đối với PET á, thì có hai điểm test sau điểm break, đó là điểm 1 đó là 26.5, thì đây đã trong tuần vừa qua nó đã test điểm 26.5. Điểm 2 dự kiến có thể test đó là vùng 25.5. Như vậy thì đối với những cái tài khoản mà chúng ta mua điểm mua break thì chúng ta lưu ý đó là chúng ta sẽ ví dụ điểm 26.5 chúng ta mở mua khoảng 10%, ví dụ như vậy, nó đơn giản như vậy. Và chúng ta quan sát tiếp. Đó, và trường hợp nó test về ở vùng sâu 25.5 thì chúng ta có thể mua thêm 10% nữa. Sâu hơn nữa, đó, chúng ta có thể giải ngân thêm ở vùng 24 thêm 10% nữa. Hết ba cái điểm đó thì quan sát. Trong trường hợp cổ phiếu không phục hồi lại được hoặc cổ phiếu bị giảm điểm đó và chúng ta bị lỗ ở một mức lỗ ví dụ 7% 10% thì đấy là thời điểm mà chúng ta phải gì ạ? Phải cắt, bởi vì cái điểm mua break của chúng ta bị thất bại. PVT nó cũng khá là giống với PET và hiện tại thì PVT nó sẽ có hai cái điểm mua, xin lỗi, có cái điểm mua break quanh vùng 23 23.5 và dự kiến thì nó có test lại 24, khỏe test 24 không là nó sẽ quay lại ở vùng 23. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta sẽ có thể mua, nhưng trong trường hợp cái điểm mua break bị sai đó, thì chúng ta phải chú ý. Ok, MPVS thì cũng không có gì đột biến. Trong tuần vừa qua thì PVS đã đạt lại cái target kỳ vọng 27.3, suýt soát đạt thôi, chưa đạt đâu. Sau đó thì tụt giảm thì nó lại về 24.8, tức là nôm na PVS hiện tại thì vùng 24.8 27.3 trong cái biên như vậy. PVD cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến các anh chị, kháng cự của nó ở đây chưa đạt được trong tuần vừa qua. Cố gắng nhưng mà vẫn chưa đạt. Và lực cầu tiếp tục bị suy yếu, như vậy PVD sẽ có xu hướng quay lại
Quay lại vùng 18 hoặc sâu hơn sẽ là vùng 17.5 PVD. BSR như vậy cũng là 2 tuần khá là lình xình. Đang bám biên 18, tuần tới thì khả năng nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm các cái yếu tố tạo lập. Lực cầu nó đang bị mất nên là cổ phiếu này cũng chưa 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 có cái cơ hội để mà bứt phá được. Nói chung nó phải lực cầu nó phải em này muốn chạy được thì nó phải rơi vào khoảng tầm 15 đến 20 triệu cổ phiếu duy trì ổn định như vậy. Còn bây giờ mới được có 4 triệu cổ phiếu thì lấy cái gì để mà tăng, đúng không ạ? Nó tích lũy thôi. Oi, vùng khuyến nghị mua 12 12 3. Nhịp 1 thì lên vùng 13 2 và sau đó nó sẽ đi vòng cung ở quanh 12 7 10 13 3 và kỳ vọng ở đây thì oi sẽ tiếp tục đánh về vùng 14, khỏe hơn thì nó đi về vùng 15 và sau này thì chúng ta sẽ phân tích sau. POV kép hiện tại dòng tiền cũng đang đánh tương đối là tốt và khá là ổn định rồi, đã duy trì được khoảng tầm 7 đến 8 triệu cổ phiếu trên một phiên. Sau khi mà nó cán 12.5 thì tiếp tục có một biên hỗ trợ 11.8 12 ở đây và cơ bản ở vùng này thì POV kép chúng ta có thể gom thêm bởi vì chúng ta đã có những cái vị thế thấp thấp ở dưới này thì chúng ta có thể gom thêm ở trên này thôi. Chờ cái lực cầu quay trở lại khoảng 15 đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên và đánh breakout 12.5 thì như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng đánh lại về vùng 13 13.3 đến khoảng vùng 13.5 của nhịp này đối với POV kép. Như vậy thì nhìn chung là nhóm P của chúng ta thì cũng chưa có nhiều cái động lực và nó cũng đang khá là phụ thuộc với cái ý đồ tạo lập về nhóm về cổ phiếu về giá dầu thế giới. Giá dầu thế giới nó đang gặp kháng cự nên là nó cũng đang lình xình nên thằng P nó cũng vậy. Rồi mà bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhóm banh là nhóm chứng khoán thì đây là hai cái nhóm mà có thể nói rằng nó có một cái yếu tố ảnh hưởng tương đối lớn sau nhóm trụ. Sau nhóm trụ thì đây là hai cái nhóm ảnh hưởng tương đối lớn đến thị trường và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là trong cái thời điểm hiện tại thì nhóm banh đang sau một nhịp tăng trưởng mạnh thì nó đang chỉnh giảm. Chỉnh giảm xong rồi thì nó đang hình thành một cái biên tích lũy đi ngang. Thì có một cái câu nói kinh điển ở trên cái thị trường chứng khoán của chúng ta. Đó là sau một cái bình nguyên thì nó sẽ là chân trời, nó sẽ mở ra một cái chân trời mới hoặc nó sẽ là vực thẳm. Thì cái câu chuyện là không ai có thể dự đoán được, là không ai có thể khẳng định được. Đó, không ai có thể khẳng định được là sau cái bình nguyên này nó sẽ là chân trời. Đó. Chỉ có điều khi nó bắt đầu tạo thành chân trời thì chúng ta biết đấy là chân trời và khi nó tạo thành vực thẳm thì đấy là vực thẳm và chúng ta chỉ biết quan sát, dõi theo, phân tích theo những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường cũng như cổ phiếu. Thì cái nhóm banh hiện tại nó đang hình thành một cái bình nguyên. Đó, cái bình nguyên đây cho mọi người thấy bình nguyên. Và chúng ta sẽ đi xem sau cái bình nguyên này thì nó là cái gì? Nó là chân trời hay vực thẳm đây? Thì đối với Vietcombank khả năng sẽ là chân trời đấy. Bởi vì nó khá gần với hỗ trợ đây các anh chị, nó khá gần với hỗ trợ vùng 94 95. Nên khả năng nó sẽ là chân trời, đúng không ạ? Và hiện tại thì Vietcombank theo như dự đoán thì vẫn tiếp tục đi ngang ở quanh biên 98 đến biên 100. ACB nó tiếp tục hành trình đi ngang miệt mài quanh vùng 32, như vậy là tiếp tục quan sát biên 31 đến biên 32. BIDV biết tuần này thì đã hồi lên được vùng 40 đến 40.5 nhưng động lực không có. Thanh khoản được có tí tẹo này thì lấy đâu sức mà kéo. Về các bản tuần tới các anh chị quan sát ở vùng 39.5. Đến vùng 39 khả năng sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh đây trước khi nó có những cái cung cầu thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Còn hiện tại thì chưa có nhìn thấy chân trời ở đâu cả. Công thương
Trong bản tin tuần cũ chúng ta có hai mốc dự test và nó đã dự test về 3x. Bình nguyên của nó đang tạo ra vùng 31.5 đến vùng 32, tiếp tục quan sát, chưa nhìn thấy chân trời đâu. MBB cũng như vậy. Sau một cái giai đoạn tăng trưởng gặp kháng cự bị đạp, đạp xong thì tích lũy và hiện tại thì đang đi ngang ở vùng 28, nó có hỗ trợ sâu hơn ở vùng 27. VBank trong tuần vừa qua thì chủ đạo là nó dùng trong ý đồ tạo lập kéo phái sinh thôi. Kéo VBank để oánh phái sinh thôi. VBank thì cũng không có gì cả, vùng 60 là hỗ trợ và vùng 65 65 66 là kháng cự, và ở đây thì nó đang có một cái nhịp kéo lên. Kéo xanh lên thì khả năng gặp kháng cự mà không cẩn thận mà ai đua vào thì nó lại làm cho một nhịp đây này. Đó, bài học gần đây nhất đây đấy. Đó, nên là những cái vùng này chúng ta tuyệt đối chúng ta không nên dây vào các anh chị. Trước khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc của chúng ta tìm kiếm lợi nhuận á, thì chúng ta phải phải đặt ra một tình huống, à nếu như tôi mua cổ phiếu ở đây nó bị thất bại thì tôi sẽ bị mất bao nhiêu tiền. Đó, chúng ta cứ tính cái trường hợp xấu nhất là tôi bị mất bao nhiêu tiền đã, rồi hẵng nghĩ đến cái câu chuyện là tôi mua cổ phiếu ở đây để tôi kỳ vọng tôi lãi 10 triệu, 20 triệu. Đấy. TP vùng 38 kháng cự và vùng 40 kháng cự, hai vùng kháng cự rất gần ở đây rồi, anh chị có hàng chúng ta canh chốt. Techcom cũng miệt mài đi ngang quanh 48.5. Techcom thì có hỗ trợ ở đây 46 đến vùng 47, tiếp tục quan sát thêm thôi. HDBank ở thời điểm hiện tại cũng không có nhiều dư địa. Tuần vừa qua thì nó chạm về vùng kháng cự 27 và lại bị đổ lại lên 253 đến 257 và hỗ trợ sâu hơn ở vùng 25. Ở SHB thì đang gọi là bị suy hô hấp dần đều, đúng không ạ? Ở cái vùng kháng cự đây phân tích rồi, vùng 3x, và trong tuần thì SHB không lấy lại được vùng hỗ trợ 27. Và khả năng xu hướng này thì SHB lại trả về vùng 26 sâu hơn thì có thể tính toán, các anh chị phải tính toán đến vùng 24 đến vùng 25. Đấy là cái vùng hỗ trợ mà chúng ta cần phải chú ý. STB hiện tại cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến. Đây là một cái bình nguyên mà STB đang tạo ra. Rồi, và vùng hỗ trợ 27 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây cũng là một cái bình nguyên nó tạo ra đây. Và sau bình nguyên này thì nó có một cái chân trời nho nhỏ, đó, có một cái lực hồi nho nhỏ, thì sau cái bình nguyên này thì bây giờ chưa nhìn thấy chân trời ở đâu cả. Đó, nhìn thấy chân trời phải là một phiên này đánh out lên như vậy thì phiên này có thể nhào vô. Đó, nhào vô. Về cơ bản như vậy thôi, và nhìn chung về một cái trend kỹ thuật của em này thì nó đang đi vào một cái downtrend. Kiểu kiểu như thế này, tức là hồi lên á, xong đó lại về đến đây xong rồi, trường hợp mà nó đạp thủng 26 các anh chị nhá, nó ví dụ nó test về 26 mà nó view một phát về 24 như thế này, như vậy là hỏng rồi. Đấy. Thì chúng ta lưu ý. Liên Việt Postbank cũng không có nhiều dư địa kháng cự của nó ở đây vùng 24. Tưng bừng ở vùng 22, biên 22 đến biên 24 thôi. BVB thì có khuyến nghị mua và nhìn chung thì nó cũng đang tích cực hơn cả, nhưng mà cái nhóm banh nó không thể đi nổi. Ở BVB sau một cái nền tảng 18.5 đến vùng 19 thì cũng nhận diện rằng khả năng nó sẽ có một cái nhịp tăng trở lại, quay trở lại đây. Ngắn hạn thì vẫn kỳ vọng BVB đánh lại vùng 21.5 đến khoảng vùng 22. Ở nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại nó cũng đang khá là phân hóa anh chị, có những mã cổ phiếu thì nó vẫn tiếp tục kéo. Tuy nhiên cái mức độ rủi ro chúng ta đang rất lớn khi chúng ta đua và chúng ta nắm giữ. Trong trường hợp ví dụ chúng ta mua T3 về có lãi chúng ta chốt thì đấy là câu chuyện khác, nhưng rất ít những cái nhà đầu tư mà chúng ta làm được cái việc như vậy, và đa phần là chúng ta mua xong chúng ta cứ dây dưa. Cuối cùng là đang lãi khoảng 4-5% không chốt, thì cuối cùng là nó nhào cho phát là mất hết lãi, rồi lỗ ngược phát lại chốt,
chốt xong nó gặp hỗ trợ nó lại kéo lên đó, lại ngồi tiếc ngơ tiếc ngẩn. Không biết là trong số những anh chị em mà theo dõi những cái bản tin phân tích tuần của ông Lê thì những ai mà đã gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì các anh chị cũng sẽ thấm và ngấm được những cái câu Hùng nói như vậy. Và Hùng nói ra để làm gì? Để nhắc lại cho mọi người đó, để chúng ta khắc sâu vào trong cái tiềm thức của chúng ta, để chúng ta nắm được, chúng ta đừng có hưng phấn tại những cái thời điểm mà cổ phiếu đã chạm những vùng kháng cự rất là mạnh. Đấy là những cái cảnh báo sớm mà chúng ta phải tránh xa cổ phiếu ra. Ví dụ vậy. Đó thì ông thấy rằng là ví dụ như đây VCI khi mà cổ phiếu này về vùng 65 vẫn có rất nhiều người mua. Đó, câu chuyện là như vậy. Nhưng mà với quan điểm của ông là về đến vùng này cũng không có mua nữa. Đó, ít nhất là nó phải đạp đạp được, một là đạp về 60, hai là nó quay quay lại về vùng 55 thì khi đấy có thể mua. Đó, còn về vùng này không mua nữa. Ví dụ như vậy, đúng không? SSI thì trong tuần vừa qua nó chia cổ tức. Chính vậy nên là các cái chart kỹ thuật là chúng ta bị ở đây này, nó bị rơi xuống, nó bị rơi xuống bởi vì là giá nó giảm mà. Nôm na sau chia thì khả năng em này sẽ có những điểm test kỹ thuật về 43, điểm hỗ trợ cuối cùng của nó là 40, mất 40 các anh chị chốt. Không có nói nhiều, không có cãi nhau với cổ phiếu. Đối với HCM ở vùng 55, đây là vùng biên hỗ trợ cuối cùng của em này. Nếu như trường hợp bị vi phạm vùng 55, các anh chị cũng có thể chốt. SHS cũng sau khi chia cổ tức và phát hành thêm thì SHS đang đi ở biên 38.5, biên 40. Đây là biên cho phép để nó đi. Nếu như mất 38.5 thì các anh chị cũng nên chốt bởi vì khả năng là nó sẽ bị đạp về vùng 35. Đó. MBS thì cũng đang vận động ở vùng kháng cự. Đấy là những cái vùng mà chúng ta có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt, tuyệt đối chúng ta không mua. Đó, cái cách thức tiếp cận vấn đề của chúng ta như vậy. Đó, sau một cái nhịp đạp, ví dụ nó rơi về đâu đó 31.5 đến vùng 32.5, vùng này lại mua. Ví dụ thế, chúng ta nhìn thấy những cái điểm bắt đầu có những cái dòng tiền nó đánh hút lại như vậy thì chúng ta bắt đầu mua. Mất 36 nên chốt. Các anh chị CTS như thế nào? CTS bây giờ đang có những cái điểm mà test lại quanh vùng 30. Ok, khá là được. Gãy 30 thì nên chốt bởi vì khi gãy 30 thì xu hướng nó sẽ quay về vùng 26 đến khoảng vùng 27. FTS VND. FPT không phải FPT mà FTS chứng khoán. Một tuần vừa qua thì nó đi ngang ở quanh ngưỡng kháng cự 56 và phiên kết tuần thì có một lực đánh lên khá là đẹp. Về cơ bản về mặt kỹ thuật thì không gãy, tức là nó có hỗ trợ ở đây là vùng 50. Các tài khoản mà đang cầm thì không gãy 50 thì cứ thế cầm thôi, còn những cái điểm mua ở trên này thì không có khuyến nghị. Còn nếu mua cũng được, nhưng chúng ta phải lưu ý là khi phá vỡ các vùng kỹ thuật là chúng ta phải cắt. Ví dụ đầu tiên nó phá vỡ vùng 56, đang nắm 1.000 cổ phiếu thì ít nhất chúng ta phải bán đi 500 cái đã để chúng ta đưa cái tỷ lệ an toàn về cái trạng thái an toàn. Xong đó về đến vùng 50 nó lại gãy tiếp bòm phát vùng 50 nữa thì 500 cổ phiếu còn lại chúng ta tiếp tục phải ra bởi vì nó không có cơ hội nữa. Khi mà đã gãy vùng 55, 56 xong nó gãy vùng 50 rồi thì không bao giờ cổ phiếu có cơ hội để bật lại trong ngắn hạn. Và khi vùng 50 bị gãy thì chắc chắn sẽ về vùng 40. Sau này để chúng ta sẽ chờ xem những cái trend kỹ thuật và chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. VND kháng cự rồi, đúng không ạ? Vùng 55 kháng cự rồi, có hàng thì mang hàng ra mà chốt bớt đi. Đó, hỗ trợ kỹ thuật ở đây 48.5. AS thì nó đang đang đánh tương đối là tốt và một số các anh chị có hỏi là có mua được không thì quan điểm kỹ thuật là mua được, em này thì lại mua được. Trong trường hợp nó không gãy 16.3 thì cứ thế cầm để dự lên vùng target 20, còn gãy 16.3 thì như vậy là chúng ta cũng phải ao hàng. Ở VIX nó vùng kháng cự rồi các anh chị, đây kháng cự tòm này, mua đây chết này, mua đây chết này, xong khả năng mua đây cũng chết nốt. Đấy là khả năng đó các anh chị nhé. Đấy, dự báo thế thôi. Bởi vì chứng khoán nó là xác suất, nhưng cái xác suất đó thì chúng ta thấy rằng là nó khá nó lại diễn, tức là nó thường xuyên nó diễn ra thôi. Quá khứ và tương lai thì nó thường 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 nó lặp lại thôi, chứng khoán nó chỉ có như vậy.
Hai tuần vừa qua thì chúng ta không phân tích nhóm ngành thép. Ta sẽ view lại nhóm thép trong cái buổi giao dịch ngày hôm nay. Thép ở đâu nhỉ? Thép. Thì về cơ bản là HPG trong tuần thì nó đã đạt lại cái vùng giá mục tiêu, đó là khoảng quanh vùng giá 51. Và ngắn hạn thì nó sẽ có những cái biên test kỹ thuật quanh vùng 50 đến 51. Trong trường hợp nếu như mất 50 thì các anh chị của ta có thể chốt. Không mất 50 thì có thể nắm để có thể kỳ vọng về target ở vùng 54, ví dụ như vậy. Cái cách thức thì chúng ta sẽ bám sát cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu mà sát cái tín hiệu để chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định. Hoa Sen thì giao dịch tương đối tốt. Hiện tại thì Hoa Sen cũng đã break hết tất cả những cái điểm gọi là điểm nhấn về mặt kỹ thuật. Thì xu hướng như thế này thì Hoa Sen sẽ quay về test lại vùng 43.5, sâu hơn là ở vùng 42, tức là sẽ khả năng nó sẽ có hai điểm test kỹ thuật ở đây. Mà không gãy thì cứ nắm. Còn nếu gãy thì chúng ta sẽ nên chốt bớt như vậy thôi. Nam Kim cũng đã có một tuần giao dịch tương đối là tích cực và hiện tại thì Nam Kim đang có cơ hội có thể đánh về vùng 45 target, gọi là cái kháng cự tiếp theo. Sau khi mà nó đánh được 35 rồi thì nó sẽ có cơ hội về 45. Tuần tới các anh chị nào mà chúng ta đang cầm quan sát vùng 39.5 đến 41.3, vùng 39.5 mà không gãy nhá, không gãy thì cơ hội lên 45, còn nếu gãy 39.5 chúng ta có thể chốt bớt. TVN phiên ngày hôm nay đánh, xin lỗi, tuần tuần này đánh tương đối là đẹp. Thì trong nhóm thép là trong cái thời gian vừa qua là có khuyến nghị bắt lại hai mã cổ phiếu, đó là VGS và TVN. Ngày mùng 10 tháng 8 này, ngày 10 tháng 8, 12.7 đến 12.8 là chúng ta bắt TVN ở điểm hiện tại. Thì đang khá là tốt, và tại thời điểm đó thì VGS là bắt 16 đến 16.3. Như vậy tại thời điểm đó chúng ta khuyến nghị hai mã cổ phiếu của nhóm thép ở ngày mùng 10 tháng 8. Ngày 10 tháng đó, đâu đó khoảng đây này, khoảng ngày mùng 10 đó. Đây anh chị. Tức là tại thời điểm đó thì chúng ta nhìn thấy một cái biên tích lũy của TVN tương đối là đẹp ở đây và đã có khuyến nghị mua. Sau khi mà nó gặp 14 á, nó chỉnh lại này, chỉnh lại thì nó lại chỉnh lại về đúng cái hỗ trợ ở đây và nó gặp 14 lần thứ hai, thì trong tuần vừa qua đây là một cái lực kéo khá là bất thường. Thông thường thì khi mà cổ phiếu lên đến cái vùng này thì chúng ta sẽ rất là khó mua, nhưng ở những cái vùng mà hỗ trợ kỹ thuật thì nó sẽ rất là dễ mua. Và đến thời điểm này thì TVN gần như nó cũng chạy tương đối là chát chát đắng, đúng không ạ? Và dự kiến sẽ chạm lại vùng 18. VGS thì nó chạy gọi là siêu kinh điển sau cái phiên ngày mùng 10 à. Đó các anh chị, ngày 10 tháng 8 đây này. Đây chính là cái điểm này đây các anh chị đây. Đó, 10 tháng 8. Thì tại thời điểm đó là 16. Và sau cái điểm bắt đấy thì nó 16 16.3 phiên ngày 10 mùng 10 tháng 8. Đó thì như vậy thì cái cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề nó gặp ở những cái yếu tố về mặt kỹ thuật, và sau cái phiên khuyến nghị này thì VGS đã chạy chạy thôi chạy không biết mệt mỏi và lên đến tận 35. Sau đó nó đạp và lần thứ hai lấy lại mốc 35, thì cơ bản về mặt 35 ở đây đó là cái vùng mà chúng ta không 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 còn thơm nữa, đúng không ạ? Những cái vùng dưới này thì mới là thơm để chúng ta có thể chiến đấu, còn vùng ở trên này gọi là cuộc chơi của lái rồi. Nó về đến vùng trên này là lái lụa rồi. Thì cơ bản là 35 không gãy thì cứ cầm, gãy 35 thì nên chốt bớt. Sau đó nếu trường hợp về đến 30 mà ổn định thì lại ngoắc phát nữa để hồi về 35. Mà sai xu hướng thì chúng ta SL thôi, bởi vì chúng ta mua được những vùng này thấp rồi thì lên đến vùng này thoải mái. POM thời điểm hiện tại thì cũng không có nhiều các yếu tố đột biến. Vùng kháng cự của POM 17, hỗ trợ kỹ thuật của nó vùng 16. Khả năng sang tuần mới thì nó vẫn lình trình ở quanh 17 thôi. Lực cầu mà tốt ổn định thì nhịp này nó sẽ lên vùng 18.
À không, nhưng nhìn ý đồ này là cũng khả năng là đánh đấy, chứ cũng chưa dừng đâu. Nhịp này thì có khi là lại về lại được bom, khả năng là sẽ về lại được đỉnh cũ ấy, vùng 19.5 đến vùng 20. Xu hướng khả năng là sẽ đánh đạt được về đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái nhóm ngành cơ bản khác nữa các anh chị nhé. Cho uống nước. Nhóm thủy sản đi nhỉ, nhóm thủy sản. MRC. MRC có một tuần giao dịch tích cực và MRC đã trụ vững ở vùng 44, ổn định ở vùng biên 45, và phiên kết tuần thì nó đang có một cái lực cầu đánh tương đối là đẹp. Với xu hướng này thì sẽ kỳ vọng là MRC mở trend kỹ thuật để đi về vùng 49 đến vùng 50. VHC trong tuần cũng như vậy, dự test dự trả cung lại của VHC đó là khoảng vùng 47.5 đến vùng 48. Trên thực tế thì nó test về 48.5. 48.5 là điểm test sâu nhất, và sau đó thì nó đã có hai phiên phục hồi tương đối tốt. Kháng cự tiếp theo của nó ở vùng 53.5, mà vượt được 53.5 thì nó sẽ đi lên vùng 56. Xu hướng hiện tại của VHC thì cũng đang tương đối là ok. Và VHC thì các anh chị, VHC thì cũng đã có một cái gọi là cái phân tích truyền thống, gọi là truyền thống ở trên bản tin tuần. Đó, và những cái nhịp mà chúng ta phân tích những cái sóng lên thì gần như chúng ta ăn rất là ổn luôn. MCMX này thì đánh nó hơi hơi gọi cái hơi rát, đúng không? Hơi rát. Nôm na vùng 15, đó, trong cái target mà chúng ta xây nhịp cũ này, nôm na vùng 15 thì cứ thế mà chốt. Chốt xong thì làm hai cây này cũng khiếp hồn đấy. Về đến vùng hỗ trợ thấp thấp ở dưới này, ở quanh khoảng đây này, hai nhịp này nó đều có cái hỗ trợ này này. Đó, hỗ trợ đây vùng 13.5 lại cân. Đây vòng vòng lên đến đây lại chốt, rồi hạ hạ dưới này lại cân. Nói chung CMX thì đánh như vậy đó. Không không có nhiều cái. ANV hiện tại thì đang quá trình hồi, nó thuộc cái mẫu hình thứ ba nhỉ, tức là ngấp nghé lại kháng cự. Thì đối với mẫu hình ngấp nghé lại kháng cự này thì nôm na là về lại kháng cự mà thấy quay đầu như thế này là chỉ có táng thôi. Nó nhịp này khả năng nó lại hồi lại về đây. Đó, lên đến vùng kháng cự này thì 34 34.5 chốt bớt. Tội gì mà ôm ở những cái vùng kháng cự. IDI ở thời điểm hiện tại là ngon rồi, và IDI thì được khuyến nghị song song đầu tư với cả ASM. Bản thân IDI trong phiên giao dịch của ngày hôm qua cũng đã có một cái nhận định như sau, bị đạp về nền, nhưng nền 6.5 đến nền 6.7 đang được giữ khá là tốt. Như vậy thì vùng 6.6, 6.7, 6.8 đó là các bước để chúng ta chủ động để gom thêm. IDI theo Hùng thì vẫn còn đánh và chưa thể hết nhịp, hết một cái nhịp sóng một cái cách chóng vánh như vậy được, thì đấy là nhận định trong phiên giao dịch của ngày hôm qua. Bởi vì cái lực đi của cổ phiếu IDI ở thời điểm và sau cái nhận, tại cái thời điểm nhận định đó thì giá cổ phiếu của IDI đang thấp đó nha. Và sau kết phiên thì nó mới kéo lên cao nhất nha. Tại thời điểm này là mấy giờ đây nhỉ? Có giờ đấy. 10 giờ 35 phút. Đó, các anh chị có thể xem lại cái nến nến lúc 10 giờ 35 phút IDI đang ở giá bao nhiêu. Thì và phiên ngày hôm nay thì IDI đánh tương đối là tốt rồi, với một cái dòng tiền trên 10 triệu cổ phiếu thì đấy là tuyệt vời. Góc độ kỹ thuật thì nó sẽ về vùng 7.8, xa hơn thì chúng ta sẽ kỳ vọng vùng 8.5 ở trong nhịp này đối với IDI. Và IDI thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái nhịp đầu tư của nó từ vùng 5.5 các anh chị, và đến thời điểm hiện nay thì như vậy là IDI cũng rất là thành công. Xem ASM nào. ASM rồi, ASM. Không sao cả, ASM đang có một cái điểm mặc dù phiên ngày hôm nay nó không đóng được ở vùng 16.5. Nhưng góc độ kỹ thuật của ASM giao dịch như thế này là tốt. Có hai điểm test ở vùng 15 năm, 15 năm tương đối là đẹp và vùng này không gãy, đấy là tiền đề rất là quan trọng. Tiền đề rất là quan trọng các anh chị, tiền đề rất là quan trọng để chúng ta đánh. Thì chúng ta đánh. Và đối với ASM thì cũng đang mường tượng lại cái hình ảnh này. Đấy, phân tích sâu lại cái hình ảnh này.
Tức là sau một cái nhịp mà ông này ông kéo á, kéo lên á, ông ấy tạo thành một cái lòng chảo đây. Rồi. Đó anh chị, đó 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 đó. Ông ấy có đạp một tí tẹo này, thì đây đạp một tí tẹo này. Vậy thì cái lòng chảo này là một cái tiền đề rất là quan trọng. Cái lòng chảo này các anh chị nhìn thấy, cái lòng chảo này là một cái tiền đề rất là quan trọng để ASM có một cái hành trình tiếp theo đây. Đó thì cái lòng chảo này Hùng học kiến trúc mà, dân kiến trúc nên là vẽ đẹp lắm. Vẽ nhà thì khỏi bàn. À, vẽ chứng khoán thì cũng khá là hay. Nhìn chung là những cái ý đồ về dự đoán cùng thì nó khá là sát. Thì đây anh chị, sau khi nó đạp đây này là nó sẽ cho out hết tất cả những cái phiên sàn ở đây, là nó out hết này. Nó out hết và nó sẽ đi một cái lòng chảo đẹp đẹp ở đây, nôm na là như vậy. Và bên sau khi mà nó đi hết cái lòng chảo này thì đấy mới là một cái thời kỳ mà lái sẽ làm việc. Và nếu như mà đúng về ý đồ như này thì ASM sẽ đánh rất là dài. ASM sẽ đánh rất là dài trong nhịp này. Kỳ vọng thêm thôi. Như vậy thì với kỳ vọng như vậy thì chúng ta sẽ chủ động sẽ gom thêm ở những cái phiên mà nó có những cái điểm hỗ trợ, các điểm hỗ trợ đẹp. ASM thì sẽ tiếp tục cầm nắm thôi, chiến đấu. Phân tích nhóm ngành cao su các anh chị nhé, PHR. PHR trong tuần vừa qua giao dịch tương đối tốt rồi. Đó, vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây này, 49.5 này, kéo một phát bây giờ là lên kháng cự này, 55.56 này. Tốt rồi, sau cái điểm đánh này lực cầu trên 16 triệu là ổn rồi. Dự kiến thì PHR sẽ đi về vùng 58 mạnh hơn vùng 60. GVR đến thời điểm này như thế nào đây nào? GVR. GVR là mẫu hình gọi là break xong, đang test lại những cái vùng kháng cự. Thì xu hướng trong tuần nó chạm lại kháng cự 41 này, nó chỉnh, và xu hướng GVR thì các anh chị lưu ý cho Hùng là vùng 38, 38 đến 41. DRC thì như vậy là chúng ta lưu ý đến vùng 35, trong trường hợp cổ phiếu này bị gãy vùng 35 nên chốt bớt, hạ tỷ trọng cổ phiếu. Về lại hỗ trợ sâu sâu thấp thấp ở dưới này thì chúng ta lại cân thôi. Đơn giản như vậy, chúng ta sẽ cân ở hỗ trợ và chúng ta sẽ bán ở kháng cự. Ở DRI như vậy là nó gặp kháng cự đây này, kháng cự trong target của chúng ta xây 13.7 đến vùng 14. Và như vậy trong tuần thì một lần nhô lên kháng cự và nó không 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 đủ sức để break qua. Thì nó lại quay về nó test nền, và nền nó test thì dự kiến quanh vùng 12.5 đến vùng 12.6. Quan sát thêm ở vùng này. VHG như vậy là mần được mấy vòng ấy, hai vòng rồi. Vòng 1 lên đến 3 cộng tháo này, xong nó về vùng 26. Xong nó lại lên đây tháo rồi này. Nhịp này thì không bắt được, báo cáo với các anh chị là nhịp này đặt giá sàn 2.6 nhưng không thể nào mà khớp được. Tức là dự kiến sẽ gom lại vùng 2.6. Điểm 1 ở gom 2.6, sau đó lại vùng 2.5, 2.4. Nói chung là ba cái bước giá này đang 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 đặt đặt sẵn để gom rồi. Nhưng mà không gom được thì thôi. Nó lên đến vùng 3, vùng 31 nó chả bao giờ chúng ta mua cả. Về đến đây thì mua làm cái gì, nó lại bị xả cho vỡ đầu. Và về đến vùng thấp thấp này chúng ta canh, chúng ta bắt này. Dịch bệnh thì vẫn đang khá là phức tạp đúng không ạ, và nhóm ngành hóa chất thì đang lên những cái tầm cao mới. CSV khả năng nhịp này sẽ đạt target ở khoảng vùng 49.5 đến vùng 50. DGC vẫn đang khá là khó khăn ở target vùng 120, nhưng mà với cách đi như này thì khả năng cái target 120 là đạt được thôi. Cần thêm thời gian thôi. LS sau khi đạt 18 trên 18 là nó test này, nó test quả này là nó bị sai sai này. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì nó vẫn đang giữ được ở vùng 17.5, đóng nến tuần đóng đúng 17.5. Mặc dù trong tuần thì nó có những cái điểm sai khác về mặt kỹ thuật một tí. Như vậy thì sang tuần mới lab sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại đây ở quanh khoảng vùng 16.8. 16.7, 16.8 ở đây.
Trong trường hợp mà giữ được ở mốc này thì có thể cầm nắm thêm, gãy mốc này chúng ta nên chốt bớt để về những cái vùng hỗ trợ sâu sâu ở dưới này thì có thể canh để cân lại. Ví dụ như là những cái phiên có thể nó sẽ đạp về khoảng vùng 15.6 ví dụ như vậy, đúng không? Chốt ở trên này xuống ở vùng dưới này chúng ta cover lại hàng. Đó, thì chúng ta cứ để sẵn một cái kịch bản như vậy. Đó, ví dụ như nó đã có, lỡ may nó có đạp gãy như vậy thì về đây chúng ta gom. Và chúng ta lại có một cái nhịp hồi ngắn ngắn, ví dụ như vậy đấy. Là vẽ trước như vậy. Ok. Một số các cái mã cổ phiếu về ngành vật liệu xây dựng mà các anh chị cũng đang quan tâm khá là nhiều, ví dụ KSB. Thì đối với KSB thời điểm hiện tại nó là 35 trên 35, các anh chị lưu ý chúng ta có hàng thì chúng ta cũng cân nhắc để chốt bớt. PLC thì đang phân tích một cái trend kỹ thuật đó là mở trend, thì quan điểm kỹ thuật mở trend ở từ vùng 38. Nó đang break trên vùng 40, nói chung ở biên 38 đến biên 40 thì chúng ta cứ quan sát thêm. Trong trường hợp nếu như mà bị mất vùng 38 thì đấy là thời điểm mà các anh chị chúng ta cũng có thể canh chốt. DHA sau khi mua xong thì DAH à? DH à, ta xem từ từ. Hai cái con này rất là hay bị nhầm lẫn nhá, nhưng mà có một cái nhịp nhầm lẫn ở đâu đây này, là nhiều tài khoản bảo là đã nhầm lẫn thì chúng ta phân tích nốt. Đó là ăn được một nhịp DAH nó kéo đây này. Nhịp này thì hỏng rồi. Nhịp này thì khả năng là nó sẽ xu hướng nó kéo về quanh 9, quanh 9 rồi khi đó thì chúng ta mới có thể tính toán được. DHA như vậy là DHA trong tuần đã có những điểm hoàn thành cái target 50 trên 50, target 53 thì chưa hoàn thành được và nó đang bị đạp. Thì đối với đặc điểm của cổ phiếu này thì nó cái tính tạo lập của nó cũng khá là hay, như vậy là sau một nhịp kéo thì thông thường nó sẽ đạp, và những nhịp nhịp đạp này thì chúng ta có thể lấy cái điểm 47.3 đến khoảng vùng 48, sẽ là cái biên hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp mà cổ phiếu này không gãy thì nó vẫn còn còn cơ hội để kéo một nhịp nữa lên khoảng vùng 52 53, còn gãy ở nhịp này thì nó lại quay về nhịp nền ở đây. Rồi ok các anh chị, như vậy là chúng ta sẽ dừng phân tích các mã cổ phiếu tại đây. Tất cả các cái mã cổ phiếu nào các anh chị em quan tâm thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần. Và Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của các anh chị. Đó, sẽ trả lời ở trên những cái góc độ tốt nhất, tối ưu nhất có thể được. Đó, trong cái khả năng của mình. Rồi, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta trao đổi lại với tất cả anh chị em trong một cái tuần giao dịch tiếp theo. Thì về cơ bản tuần tới sẽ là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh, chính vì vậy nên là mọi con mắt đổ dồn và các cái giao dịch khả năng mọi người cũng sẽ thận trọng hơn ở trên các cái phương diện về mặt kỹ thuật cũng như các cái điểm mua bán. Cái ý thứ hai nữa là đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy được các cái động lực lớn đến từ thị trường, khả năng thì nhóm banh vẫn tiếp tục tích lũy và cần thêm một cái tín hiệu để Hùng nhận diện là sau một cái trend kỹ thuật như vậy thì nó có mở chân trời hay không. Thì đến thời điểm kết tuần thì cũng chưa có nhìn thấy, nhưng có thể phiên ngày thứ hai hoặc phiên ngày thứ ba hoặc là một cái phiên nào đó ở trong tuần nó có những cái yếu tố kỹ thuật thì tại thời điểm đó chúng ta sẽ đánh giá thêm, nhưng đến tại thời điểm này hiện tại thì chưa nhìn thấy rằng là nhóm banh và nhóm chứng khoán có thể có những cái động lực kéo mạnh ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Cùng với đó thì nhóm dầu khí nó đang khá là phụ thuộc vào giá dầu, chính vậy nên là cũng đang khá là lừng khừng và cũng chưa có nhiều động lực. Có chăng thì trong tuần tới thì tạo lập sẽ tiếp tục sử dụng bộ trụ của thị trường, và hai cái mã cổ phiếu mà có thể góp điểm số của thị trường rất là mạnh đó là cổ phiếu VIX và Vinhome hiện tại đang nằm ở nền đó, ví dụ như vậy. Rồi cổ phiếu Vinamilk cũng đang nằm ở nền đó, rồi BVH có thể sau một cái nhịp test nhẹ thì nó sẽ tiếp tục kéo, và tạo lập có thể tiếp tục kéo cổ phiếu VLC, một số các mã cổ phiếu ví dụ như là gì đó để lấy điểm số. Còn đối với các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành Midcap thì cũng đã có view rồi, thì các anh chị có thể thấy rằng là chúng ta đã phân thành bốn cái nhóm ngành,
xin lỗi cả nhà, phân thành bốn cái nhóm cổ phiếu cơ bản, bốn cái dạng cổ phiếu cơ bản. Đó, ví dụ dạng cổ phiếu đang đi theo trend dài, rồi dạng cổ phiếu break đỉnh xong và quay lại test, dạng cổ phiếu thì đang ngấp nghé kháng cự, dạng cổ phiếu đang tích lũy nền. Đó thì từng cái dạng đó khác nhau thì sẽ có những cái phương án xử lý khác nhau trong cái tuần giao dịch mới. Thì về cơ bản nó là như vậy. Trên góc độ kỹ thuật tuần thì chúng ta đã có những cái yếu tố phân tích rồi. Đó, yếu tố phân tích rồi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn về index trước, đó là gì? Đó là trong bản tin tuần 171 thì cũng đã phát đi cái kháng cự tuần ở mốc 1.350 điểm, và chúng ta thấy rằng cái mốc 1.350 đang hiện tại đang khá là khó khăn. Và với góc độ kỹ thuật như này thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số index của chúng ta dự kiến nó sẽ quay về lại những cái điểm test cung kỹ thuật, ví dụ như 1.345. Sâu hơn thì nó có thể quay lại test cái biên 1.337 đến 1.337 đến 1.340. Đó, 1.337 1.340 ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá, ví dụ như trường hợp những cái biên kỹ thuật này mà bị thủng, ví dụ như vậy thì chúng ta phải tính toán được những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật nó nằm ở sâu hơn ở dưới này. Còn đối với kháng cự tuần của index thì chúng ta sẽ có thể tính toán ở tuần mới sẽ ở khoảng vùng 1.370 điểm đối với chỉ số kháng cự tuần của index. Đối với chỉ số phái sinh thì trong trong phiên trong 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 những cái phiên giao dịch gần đây thì phái sinh nó đánh nó kéo khá là gấp. Có liên tục có những phiên kéo sốc và phiên giảm sốc ở đây thì nó gặp lại cái kháng cự, tức là chính xác là kháng cự tuần của phái sinh nó đã hình thành ở đây, đó là vùng 1.450 điểm đối với chỉ số phái sinh. Sang tuần thì nó sẽ có xu hướng chắc chắn là như vậy rồi, nó sẽ test lại những cái biên kỹ thuật cơ bản của nó ở đây, đó là biên 1.443 đến 1.445, sâu hơn có thể là vùng 1.440. Trên cơ sở nó có những cái điểm tích lũy nền như vậy và kết hợp với các cái yếu tố kỹ thuật của nhóm chứng khoán và nhóm trụ, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm các yếu tố tạo lập của phái sinh. Và đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì chúng ta xây dựng cái ngưỡng kháng cự tuần của chỉ số này ở vùng 1.465 đến khoảng vùng 1.470 điểm đối với chỉ số đối với ngưỡng kháng cự. Và đối với chỉ số VN30 thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì chỉ số này cũng đã hình thành nên một cái kháng cự ở đây, tức là nó cũng khá đồng pha với chỉ số VN30 F1M thôi. Ở vùng 1.450 đến vùng 1.455 và khá là khó khăn. Đó, trong phiên kết tuần thì nó cũng khá là khó khăn. Chính vậy nên là nó đang có những điểm test lại ở đây. Thì xu hướng ngắn hạn sang phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó sẽ test lại vùng 1.443, 1.445. Đây là cái ngưỡng kháng cự mà nó đã break được qua, thì bây giờ nó sẽ quay lại để nó test lại cái vùng này. Sâu hơn thì có thể ở vùng 1.440. Sau đó căn cứ những cái tình hình thực tế ở trong phiên thì chúng ta có thể xây dựng thêm những cái điểm hỗ trợ và những cái điểm kháng cự mới. Khi mà chúng ta có thêm các cái dữ liệu về phân tích các nhóm ngành, nhóm trụ, rồi nhóm blue chip, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng tiếp theo. Bản tin tuần của chúng ta đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các cái bản điểm tin tiếp theo.